Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình cầm trên tay một cuốn sổ màu xanh. Cuốn sổ này có tên là Nenkin. Đối với những bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì cái cụm từ này không có gì là xa lạ nữa. Tại vì Nenkin là một cái khoản bắt buộc khi các bạn sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, các bạn phải đóng nhá các bạn nhá. Thì ở Việt Nam các bạn có thể hiểu đơn giản Nenkin này nó là bảo hiểm lương hưu các bạn ạ. Vậy thì khi mà các bạn quay trở về Việt Nam sinh sống, hoặc là các bạn hết hạn hợp đồng các bạn quay trở về Việt Nam, thì các bạn có thể lấy lại cái khoản Nenkin mà các bạn đã đóng hay không? Nếu lấy lại thì các bạn sẽ lấy lại được bao nhiêu phần trăm, và thủ tục giấy tờ các bạn cần phải chuẩn bị những gì? Thì xin mời các bạn cùng xem hết video của chúng mình ngày hôm nay nhé. Lạnh là lại ho. Chán thật tiết lại thế. Thế nào mà trong tủ chả có cái gì ăn thế này. Bà ơi Bà Nguyệt ơi. Mến chào cả nhà yêu nhá. Cả nhà yêu thả tim cho cụ để cụ có thêm động lực. Hôm nay cụ sẽ gửi tới cả nhà yêu ca khúc. Một ca khúc của Thái Loan. Nó mang tên là Vũ Điệu Ma Soi Beat Name. Có cả nhà yêu thả tim nào tương tác mạnh lên nào. Tương tác mạnh lên nhá. Nào, bao giờ được 100 cái tim thì cụ mới bắt đầu. Nào, 99 cái tim rồi. Rồi. Bắt đầu. Ma soi bít nêm. U nì bóng bíp 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 bíp. Nào thả tim mạnh lên cho cụ nào. Nào thả tim mạnh chưa? Hả? Bà Nguyệt ơi. Cái gì thế suốt ngày gọi thổi nhi nhau. Đang live stream hả? Tí nữa thì ra nhá, nốt đã. Già rồi. Khó tính, khó nết. Không trèo nổi. Làm cái gì ở trong đấy thế? Mà ôi, tôi gọi hai ba câu mới thôi. Khó quá. Đang live stream hả? Mất hết cả tương tác rồi. Suốt ngày chín cỏ có tuổi rồi đấy. Nhà còn cái gì ăn không? Lấy cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Đây, ăn tôi đi. Ăn đây này. Gơm hết nạc rồi. Thì bạn đến sướng. Ông mở mắt ra mà nhìn người ta kia kìa. Đi Nhật về. Nhà thì lầu, xe thì hơi. Còn tôi có ước muốn gì cao sang đâu. Chỉ mong một lần được choi em bằng cà vạt penthouse trên Đà Lạt. Mà có được đâu. Gió khổ. Bà nghĩ lại đi. Ai ngày xưa ai là người cứ gọi tôi về để tôi phải bỏ giữa chừng hả? Thank you.
chuyện gì thế bác? Em vừa đi chợ về. Hả? Có chuyện gì? Mày đã nghe chuyện gì chưa? Em chưa. Vừa nghe trên Facebook. Thằng Nghĩa con Trang luôn đấy. Thằng Nghĩa với con Trang á? Thằng Nghĩa với con Trang nào nhờ? Con nhà ai? Hôm qua cái thằng Nghĩa con Trang mà nó người Mỹ gốc Việt mà bây giờ đang sống ở Nhật đi. Người Mỹ gốc Việt mà lại đang sống ở Nhật à? Nhưng mà thế có chuyện gì? Tao không kể cho mày nghe. Tao phải người nhiều chuyện đâu. Bây giờ tao kể cho mày nghe. Tao nghĩ con Trang nghe thấy nó lại bảo tao nhiều chuyện. Không kể đâu. Vâng, thế thôi em xin phép bác em về. Ấy, thôi nó chót thì nữa. Tao kể cho mày. Mày hứa là không được kể cho ai nghe được. Rồi, bác cứ nói đi, em không kể cho ai đâu. Nghe nói là có người thứ ba. Cái gì? Người thứ ba? Này, con giáp thứ 13 là nguy hiểm lắm đấy nhá. Chẳng thế. Ừ. Mà hình như là chồng mày nó cũng đang làm bên Nhật đúng không? Nó làm thợ sửa ống bên Nhật đúng không? Vâng. Thôi mày chết. Anh thợ sửa ống nước là hay đi với cô chủ nhà xinh đẹp lắm. Mày, mày chết thằng nào rồi. Trời ơi, thôi. Bác không phải lo gớm. Nhà em á, ba đời nay sống uy tín nhá. Chồng em đời đầu tiên đấy. Ôi giời ơi, cái thằng đấy á, nó to, nó cao, nó đẹp dài như thế. Nó đến tao nhìn thấy tao còn... Nó mày về mà lo sẵn đi, kiếm thằng khác đi là vừa. Nhá. Phủi cái mồm bác. Không có lửa thì làm sao có khói. Cái gã hàng xóm nói cũng có cái lý của hắn. Mình phải gọi điện để xác minh xem có đúng là như thế hay không. Sao mà mãi không nhấc máy thế? Mọi ngày chỉ cần mấy hồi chuông là đã nhấc máy rồi cơ mà. Nhấc máy không biết là làm gì. Giờ này mọi khi là đi làm về rồi chứ, tại sao hôm nay vẫn không nhấc máy vậy? Đúng rồi, cái gì không biết ta phải tra chị Google. Bây giờ mình phải tra Google để xem những dấu hiệu của người đàn ông ngoại tình là gì. Những dấu hiệu của người đàn ông đang ngoại tình, đây rồi. Thứ nhất, gọi điện nhiều lần không nhấc máy. Thứ hai, trau chuốt vẻ bề ngoài. Tuần trước thấy mua lọ keo mới. Không được rồi, không được rồi. Tiếp theo, không đăng hình của bạn trên Face. Thế này thì chắc chắn là ngoại tình rồi. Không có nhật nhẽo gì nữa. Không có đi đâu nữa cả. Cái gì này? 80 cuộc gọi nhỡ? Làm gì mà gọi ghê thế nhỉ? Hay là có chuyện gì? Mình gọi lại xem nào. Sốt ruột thế. Ừ.
giờ anh mới gọi lại. Hả? Mọi khi em gọi anh một chuông là anh đã bắt máy rồi. Thế mà bây giờ em gọi cho anh mấy chục lần anh không nghe. Anh đi đâu? Giờ này anh còn đi đâu? Mọi ngày giờ này anh phải đi làm về rồi cơ mà. Thế mà hôm nay anh đi đâu? Hả? Tại sao em hỏi anh không trả lời? Mà thôi, anh không cần phải trả lời nữa. Em biết hết rồi. Anh đừng hỏng qua mắt em. Anh đã làm chuyện gì mờ ám nhưng không có gì để nói với em đúng không? Anh vừa đi con mini, quên không mang theo điện thoại. Anh đi con mini hay là đi với con nào mặc bikini? Anh đừng hòng qua mắt được tôi. Ở bên ấy, anh làm ông thợ sửa ống nước, lại may mắn gặp cô chủ nhà xinh đẹp chứ gì. Có khổ cái thân tôi không cơ chứ. Ở nhà đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng lại bị cắm sừng thế này à? Em nói gì nghe lạ thế? Mấy năm nay anh sang đây, anh chỉ lo kiếm tiền gửi về cho gia đình thôi, chứ làm gì có ai. Anh đừng nói chuyện tiền với tôi. Tiền với tôi giờ không có nghĩa lý gì nữa. Nhà mình nghèo mãi quen rồi. Anh mà không về, tôi chết. Rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà nghe anh còn có mấy tháng nữa là hết hợp đồng rồi. Lúc đấy thì anh về. Mấy tháng? Hay là mấy ngày nữa thì cũng bỏ. Vứt, vứt hết. Tôi không cần. Lạ thế à? Lần nào cũng thế. Cứ đang gọi thì lại dập máy. Chắc là lại có ông nào bướm đẹp đấy. Thuê bao luôn rồi. Anh mà không về, tôi chết. Hai vợ chồng mày thế nào mà tao thấy giọng này con Nguyệt nó tiểu tụy quá. Thôi được rồi, bây giờ ông đói rồi có đúng không? Đi vào đây, tôi dọn cơm cá hồi cho mà ăn nhá. Nhanh nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Ông ơi, cơm canh dọn sẵn rồi, ra mà ăn đi cho nó nóng. Nhanh lên ông ơi. Tôi đi ra rồi đấy. Sao mà 40 phút rồi mới ra đến đây thế? Cái thời tiết này à, lưng nó đau lắm. Nào, ông ăn đi, ăn cho nó nóng. Hôm nay tôi nấu cho ông cái vị cá, cá hồi này, cái món này gọi là cá hồi ảo ảnh đấy. Cái gì? Cá hồi ảo ảnh. Ông ăn đi. Cái vị nó không giống như cá hồi bình thường, nó không có xương nhá. Ăn đi. Rõ khổ. Hôm qua thì là bảo ngư,
hôm nay lại là cá hồi. Bà có nhớ là tôi bị hút hay không? Thôi thì cứ ăn đi, dù sao nó cũng không có chất gì. Bà không ăn vì chơi cho vui à? Thôi, ông ăn đi, ăn cẩn thận cả hóc nhá. Vừa nói không có xương cơ mà. Mắc quá. Hương vị của biển cả đấy. Ngày xưa mà bà không giúp tôi về để tôi lấy cái nên kim, thì bây giờ có phải là có cá hồi mà ăn thật rồi không? Đây, vì không hiểu biết nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Nhật Bản. Mình là Nguyệt. Còn mình là Cường. Anh Cường ơi, dạo này ở trên mạng thì em thấy rất là nhiều các bạn nhắc về cụm từ Nenkin. Thì với một người mới sang như em thì vẫn chưa hiểu Nenkin là gì anh ạ. Thì anh có thể giải thích cho em cũng như các bạn mới sang biết là Nenkin là gì không ạ? Xin chào các bạn. Nenkin thì chính là cái phần bảo hiểm hưu trí. Tức là khi mà mình làm một công ty thì mình sẽ đóng một cái phần gọi là tiền Nenkin. Sau này mình hết tuổi lao động thì mình sẽ nhận được cái bảo hiểm hưu trí này ở Việt Nam gọi là lương hưu ấy. Vậy thì em cũng như mọi người có thể hiểu một cách đơn giản là Nenkin chính là phần lương hưu đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà Nenkin thì có hai loại. Đó là Kokumin Nenkin và Kosen Nenkin. Thì Kokumin Nenkin chính là cái bảo hiểm hưu trí tự nguyện dành cho những người lao động tự do hay là những người mở công ty, họ sẽ đóng cái bảo hiểm hưu trí tự nguyện này. Còn Kosen Nenkin thì chính là dành cho phần lớn các đối tượng các bạn ở đây, là những người làm trong công ty hay các nghiệp đoàn. Thì cái phần Kosen Nenkin này có thể là công ty họ sẽ hỗ trợ chúng ta một phần. Vậy thì không biết những đối tượng như thế nào thì được hưởng cái Nenkin này anh nhỉ? Để lại nhận lại cái tên Nenkin này thì các bạn cần phải đáp ứng đủ 4 cái điều kiện sau. Thứ nhất là các bạn không mang quốc tịch Nhật Bản. Thứ hai là các bạn đã đóng tiền Nenkin từ 6 tháng cho đến dưới 10 năm. Thứ ba là các bạn đang không cư trú tại Nhật Bản. Và thứ tư là các bạn chưa từng nhận trợ cấp lương hưu. Vâng, thế thì em có một chút thắc mắc, đó chính là những người mà tham gia cái chế độ đóng bảo hiểm lương hưu ấy ạ, thì là trên 6 tháng và dưới 10 năm. Vậy thì đối với những người mà trên 10 năm thì sao anh? Đây là một câu hỏi rất hay đấy. Thì từ tháng 8 năm 2017 thì cái luật hưu trí của Nhật Bản có sửa đổi một chút, là trước đây thì chúng ta cần phải đóng niên kinh 25 năm thì mới nhận được lương hưu. Tuy nhiên từ năm 2017 thì các bạn chỉ cần đóng Nenkin 10 năm là các bạn đã có thể nhận lương hưu rồi. Chính vì vậy mà những bạn mà trên 10 năm, đóng Nenkin trên 10 năm thì các bạn không làm thủ tục để nhận cái Nenkin trọn gói này nữa. Mà sau khi hết tuổi lao động thì các bạn sẽ nhận được cái lương hưu từ Nhật Bản. Ở cái mục 3 anh còn nói là người không cư trú tại Nhật Bản thì em có một chút thắc mắc là ví dụ như là em đang ở Nhật này và em về Việt Nam chơi, thế thì khi mà về Việt Nam chơi thì em có được nhận cái tiền Nenkin đó không ạ? Nếu như mà các bạn về chơi mà thì sẽ không thể nào làm cái thủ tục nhận lại Nenkin này các bạn nhé. Tại vì là những người mà không còn cư trú tại Nhật Bản nữa, tức là các bạn đã hết hợp đồng và các bạn ra ủy ban làm thủ tục là tôi sẽ không còn sinh sống tại Nhật Bản nữa, thì những cái đối tượng này là sau khi về nước mới có thể nhận được cái Nenkin, làm thủ tục nhận lại Nenkin tập đoàn này nhé. Dạ vâng ạ. Thế thì số tháng tối đa để có thể nhận được trợ cấp là bao nhiêu lâu anh nhỉ? Số tháng tối đa để nhận trợ cấp là 36 tháng ấy. 36 kể cả là các bạn làm 5 năm hoặc là 7 năm thì tức là trên 36 tháng thì các bạn vẫn chỉ có thể làm thủ tục để nhận lại Nenkin tối đa là 36 tháng. Như ở Việt Nam anh ạ, lương hưu ấy thì sẽ được tính theo một cái công thức nhất định. Thì em không biết rằng cái tiền Nenkin này họ có tính theo một cái công thức nào đó không anh? Cái tiền Nenkin này cũng được tính bằng một công thức là số tiền trung bình hàng tháng nhân với lại hệ số và nhân với 8, gần hoặc gần 80%. Thế thì em không biết là cái hệ số này là tất cả mọi người đều giống nhau hay là có cái sự khác biệt nào ạ? Hệ số này thì khác biệt nhé. Là hệ số này là tính ví dụ như là bạn đóng Nenkin từ 6 tháng đến 12 tháng, hoặc là 12 tháng đến 24 tháng, 24 tháng đến 36 tháng, hoặc trên 36 tháng. Thì mình sẽ để ở trên này cái bảng chi tiết được update mới nhất cho các bạn tiện theo dõi nhé.
Vậy sao mà cái phần trăm đấy anh thì lại là 80% mà lại không phải là con số khác? À, gần 80% nhé. À, gần 80%. Là tại vì là hơn 20% kia thì các bạn phải đóng cái tiền thuế. Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn có thể nhận lại cái số tiền này sau khi làm lại thủ tục nhận liên kim lần 2. Và mình sẽ có cái bài hướng dẫn là thủ tục để nhận liên kim lần 2 các bạn nhé. Khi xin bất cứ một công việc nào mình cũng cần chuẩn bị hồ sơ. Vậy thì nếu mà muốn xin liên kim ý, thì hồ sơ bao gồm những giấy tờ nào anh nhỉ? À, hồ sơ để làm thủ tục xin lại liên kim bao gồm 5 loại giấy tờ cần thiết sau đây. Thứ nhất là đơn xin nhận trợ cấp. Thứ hai là bản sao hộ chiếu. Thứ ba là giấy xác nhận mình không còn sinh sống tại Nhật Bản nữa. Thứ tư là giấy xác nhận tài khoản ngân hàng. Thứ năm là sổ tay liên kim. Cái đơn mà xin nhận trợ cấp lương hưu ấy thì phải viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Em nghĩ là đối với một số bạn sẽ gặp một chút khó khăn. Vậy thì anh có thể đưa ra một cái đơn mẫu để cho các bạn có thể tham khảo được không? Cái đơn này thì được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất là đơn giản đấy. Nhưng mà mình sẽ để cái link download ở dưới phần mô tả và mình sẽ làm một đoạn hướng dẫn chi tiết cách viết đơn ra sao ở cuối video clip này nhé. Thời gian vừa qua có rất là nhiều bạn nhắn tin cho trang web của Kiến thức Nhật Bản và có thắc mắc về Nenkin, thì ở đây em đã tổng hợp được 10 cái câu mà các bạn hay hỏi nhất. Mong rằng ngày hôm nay em sẽ giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc đó. Ok, anh rất là sẵn sàng. Câu hỏi thứ nhất ạ. Anh ơi, nếu em kết thúc 3 năm, em chuyển sang Tokutei 5 năm nữa thì em sẽ lấy Nenkin như thế nào ạ? Thì về câu hỏi này thì các bạn sẽ lấy Nenkin theo hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn 1 sau khi kết thúc 3 năm và giai đoạn 2 sau khi kết thúc tập kinh tế 5 năm. Thì tuy nhiên thì như cái đầu video clip mình có nói là luật hưu trí của Nhật Bản đã thay đổi là 10 năm các bạn đã có thể nhận lương hưu rồi. Tức là bạn kết thúc 3 năm sau đến kết thúc 5 năm, tức là 8 năm rồi. Thì mình nên suy nghĩ xem là mình có cố gắng thêm 2 năm nữa để mình sau này mình lấy cái lương hưu khi mà hết cái tuổi lao động hay không nhé. Vâng ạ, tiếp theo câu số 2 ạ. Cái này là mình về Việt Nam xong lấy à bạn? Đúng rồi, mình phải sau khi về nước thì mình mới làm thủ tục xin Nenkin nhé. Câu hỏi số 3, đơn xin hoàn lại Nenkin thì mình có thể xin ở đâu ạ? Như cái phần vừa rồi mình vừa chia sẻ là mình có để link download ở dưới phần mô tả. Dạ vâng. Câu hỏi số 4, mình gửi cả sổ Nenkin hay là photo ra rồi gửi ạ? Mình gửi cả cái quyển sổ Nenkin đấy nhé. Câu hỏi số 5, bạn ơi, mình hết hạn 3 năm và chuyển Tokutei 5 năm. Sau 5 năm nữa, mình về nước có lấy lại được Nenkin không vậy bạn? Câu hỏi này thì cũng gần giống với lại cái câu hỏi của bạn thứ nhất nhé. Thì mình sẽ chia làm hai giai đoạn lấy Nenkin là 3 năm và 5 năm. Tuy nhiên trong cái giai đoạn chuyển giữa 3 năm này và 5 năm Tokutei này thì bạn phải xin cái giấy xác nhận gọi là không sinh sống tại Nhật Bản nữa. Sau đó mình làm thủ tục nhận Nenkin 3 năm đó thì mình lại tiếp tục 5 năm Tokutei như bình thường. Và bạn cũng hoàn toàn có thể lấy lại được cái Nenkin trong 5 năm Tokutei. Câu hỏi số 6, mình về và quay lại muốn nhận Nenkin bằng tài khoản ngân hàng Nhật thì làm như thế nào? Bạn hoàn toàn có thể nhận được Nenkin bằng tài khoản của Nhật Bản. Tuy nhiên thì là cái tài khoản đó của bạn phải được viết bằng chữ Katakana và không phải là tài khoản bưu điện Nhật Bản, là tài khoản Ucho mà các bạn sử dụng. Thì tài khoản Ucho thì không nhận được Nenkin bạn nhé. Câu hỏi số 7, bạn ơi, mình làm mất giấy xác nhận cắt địa chỉ tại Nhật rồi, mình có thể làm Nenkin không hay bắt buộc phải đi xin lại? Cái phần câu hỏi này thì sau khi các bạn đã làm cái thủ tục mà cắt địa chỉ tại Nhật, tức là không còn sinh sống tại Nhật Bản nữa, các bạn cũng mất cái giấy tờ đó, thì ở bên cục thuế họ vẫn sẽ có thể có cái cách để biết được là bạn đã không còn sinh sống tại Nhật Bản nữa, thì bạn hoàn toàn có thể làm cái thủ tục xin nhận trợ cấp này. Tuy nhiên là nó sẽ mất một chút thời gian, thì các bạn cố gắng chờ đợi nhé. Câu hỏi số 8, cho mình hỏi chút, mình đi bộ đội lúc về không có sổ Nenkin thì cần thủ tục có cái gì hả bạn? Thì chỗ này tự nhiên em bật cười một chút là em không hiểu là tự dưng lại bộ đội là sao nhỉ? Ở bên Nhật mà lại kiểu đi đơn hàng bộ đội hay là gì anh ạ? Bộ đội này thì chính là những cái bạn cư trú bất hợp pháp, tức là các bạn mà không có tư cách lưu trú nhưng vẫn tại Nhật thì người ta gọi là gọi tắt là bộ đội. Gọi vui đùa một chút, tức là đã mãn hạn rồi. Thế nhưng mà vẫn muốn ở lại để cống hiến cho nước Nhật. Đúng rồi, các bạn
vẫn muốn ở lại lao động nên là các bạn ở lại. Nói giảm nói tránh một chút đây, thì anh có thể trả lời thắc mắc này của bạn được không ạ? Thì các bạn sau khi về nước thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể làm thủ tục nhận lại niên kim nhé. Tuy nhiên là thời gian mà từ khi mà các bạn lao động bất hợp pháp cho đến cái lúc về nước mà nếu mà quá 2 năm thì các bạn sẽ không thể nào làm cái thủ tục xin lại niên kim nữa. Câu hỏi số 9. Cho mình hỏi là mình sau 3 năm về nước và sau 1 tháng quay lại Nhật thì lúc đó lấy niên kim lần 1 và lần 2 được không ạ? Sau khi bạn đã quay lại Nhật rồi thì bạn không thể nào làm thủ tục xin lại niên kim được nhé. Các bạn bắt buộc phải làm thủ tục xin lại niên kim khi mà các bạn về nước và còn ở Việt Nam thì các bạn mới có thể là làm thủ tục xin lại niên kim nhé. Câu hỏi số 10 cũng là câu hỏi cuối cùng, đó chính là cho mình hỏi mất sổ niên kim có làm lại được không? Nếu làm lại được thì thủ tục như thế nào vậy ạ? Nếu như bạn nào làm mất sổ niên kim thì vẫn hoàn toàn có thể làm thủ tục xin nhận trợ cấp nhé. Nếu như mà các bạn còn giữ lại cái giấy tờ nào ghi chi tiết cái số niên kim của các bạn hoặc là các bạn không nhớ thì mình cũng có hướng dẫn ở dưới cái phần mà viết đơn, thì các bạn chú ý theo dõi cái phần đó thật kỹ nhé. Và thủ tục thì cũng vẫn giống như là các bạn nào còn sổ tay niên kim thôi. Vừa rồi là những chia sẻ về thủ tục xin niên kim lần 1. Chúng mình sẽ tiếp tục ra video clip hướng dẫn các bạn thủ tục xin niên kim lần 2. Các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký và biểu tượng vào chung bên cạnh để nhận thông báo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! Bye bye. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết đơn xin nhận trợ cấp lương hưu lần 1. Thì các bạn download cái mẫu đơn này ở dưới phần mô tả, mình để cái link download phía dưới nhé. Sau khi download về thì các bạn đem in ra và chúng ta sẽ tiến đến trang thứ 13. Ở những phần trên này là cái phần chi tiết hướng dẫn cái cách mà các bạn xin niên kim, thì các bạn có thể đọc tham khảo, có hướng dẫn tiếng Việt mình sẽ kéo đến trang thứ 13. Đây. Đây là cái đơn xin nhận trợ cấp lương hưu trọn gói. Thì các bạn chỉ điền phần này thôi nhé. Ta sẽ tìm đến chi tiết từng phần một. Thứ nhất là cái cột dành cho cơ quan trợ cấp lương hưu ở Nhật. Thì cái phần này các bạn không điền nhé. Ta chỉ điền bắt đầu từ cái phần dưới này thôi. Cái mục thứ nhất này thì là ngày viết. Thì các bạn viết đơn ngày nào thì các bạn điền vào ngày đấy. Ví dụ như là mình hôm nay mình viết thì mình điền là ngày 3 tháng 1 năm 2021. Phần thứ hai là chữ ký, thì sau các bạn có thể ký trước hoặc là sau khi viết đơn xong thì các bạn tiến đến mục này các bạn ký tên. Mục 3 là có visa vĩnh trú hay không. Nếu các bạn nào có thì khoanh vào là có, không thì nào không. Và nếu mà bạn nào có thì viết đến ngày được cấp visa vĩnh trú là ngày bao nhiêu thì các bạn ghi chi tiết chính xác vào đây. Mình là không có thì mình điền là không viết. Mục thứ tư này là phần họ tên, viết chữ in hoa không dấu nhé. Tất cả các thông tin các bạn đều viết chữ in hoa không dấu. Ngày tháng năm sinh, đây là mình lấy ví dụ nhé, 1990 thì các bạn viết từng số ô 1990, ngày về 1 tháng 1, quốc tịch các bạn ghi quốc tịch Việt Nam. Địa chỉ sau khi rời khỏi Nhật là cái địa chỉ các bạn đang lưu trú ở Việt Nam ấy. Ghi rõ từng cái số nhà một, ví dụ như là số 1, các bạn viết vào in hoa không dấu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quốc gia thì mình ghi là Việt Nam. Mục thứ 5 là tài khoản để nhận trợ cấp. Thì ở cái mục này thì nếu như các bạn nào mà nhận tài khoản ở Nhật thì các bạn cần phải có cái vẫn còn giữ cái quyển sổ ngân hàng nhé. Thì các bạn photo ra và các bạn nộp kèm theo. Và cái tài khoản ngân hàng này thì phải được làm bằng chữ katakana nhé. Và không phải là ngân hàng bưu điện. Các bạn sẽ không được nhận tài khoản trợ cấp bằng ngân hàng bưu điện. Chính là ngân hàng Diêu Trồ đấy. Thường thì các bạn sẽ nhận trợ cấp bằng tài khoản ở Việt Nam. Thì các bạn sẽ làm tài khoản nào mà có hỗ trợ nhận tiền quốc tế nhé, chuyển tiền quốc tế nhé. Ví dụ như đây là mình sẽ nhận ở ngân hàng MB Bank chẳng hạn, thì mình sẽ ghi là ngân hàng MB Bank. Viết in hoa không dấu. Ngân hàng quân đội đấy.
biết chính xác tên ngân hàng, tên chi nhánh, như, ví dụ như là chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ chi nhánh thì các bạn vì rõ chính xác tên địa chỉ chi nhánh. Ví dụ số tài khoản, các bạn ghi chính xác số tài khoản. Quốc gia, bên này là quốc gia thì là Việt Nam. Tên tài khoản của các bạn thì các bạn ghi chữ in hoa không dấu. Đối với các bạn nào mà nhận tài khoản ngân hàng Nhật Bản ấy, thì các bạn ghi chữ katakana của mình vào đây, in trên cái sổ của ngân hàng của các bạn ấy. Sau đó thì các bạn xin dấu cho chứng nhận của ngân hàng, của cái chi nhánh của các bạn nhé. Ví dụ như là mình ở đây là số 1 Hoàn Kiếm Hà Nội thì mình xin dấu xác nhận của chi nhánh ngân hàng Quân Hội ở đây. Nếu như bạn nào mà không xin dấu xác nhận này thì các bạn cần phải xin một cái giấy tờ riêng để xác nhận là bạn đã, tài khoản này là chính chủ của các bạn nhé. Thường thì mọi người sẽ xin cái dấu vào đây. Mục 6 này là thông tin sổ tay trợ cấp, tức là cái sổ tay nên kìm của các bạn ấy, cái số nên kìm của các bạn ấy, các bạn sẽ viết vào đây. Nếu như mà bạn nào bị mất cái sổ tay nên kìm hoặc là không nhớ cái số nên kìm này thì mình sẽ hướng dẫn ở phần tiếp theo nhé. Như vậy là các bạn đã hoàn thành cái đơn nhận xin nhận trợ cấp lương hưu rồi. Rất là đơn giản, phần dưới này là dành cho cái cơ quan trợ cấp thì các bạn không ghi vào đây, tôi đã không ghi vào đây. Sau đấy nên bạn nào mà chưa ký tên thì các bạn lên đến mục 2 này, các bạn ký tên vào đây. Mình hãy thường viết họ tên đầy đủ. Vậy là các bạn đã hoàn thành cái đơn nhận trợ cấp lương hưu trọn gói này, các bạn sẽ nộp cùng với lại cái những cái giấy tờ cần thiết kèm theo ở trên cái clip mà mình đã chia sẻ. Tiếp theo là các bạn nào mà bị mất cái sổ tay nên kinh hoặc là không nhớ cái số nên kinh của mình thì các bạn tiến đến trang thứ 14, các bạn sẽ điền vào cái mục này nhé. Thì cột thứ nhất là các bạn điền tên công ty của các bạn đã từng làm ở Nhật này. Cột thứ hai là các bạn điền địa chỉ của công ty đó. Cột thứ ba là các bạn điền chi tiết ngày tháng mà các bạn vào công ty và đến ngày cuối cùng các bạn nghỉ ở công ty đó. Cột thứ tư, nếu mà bạn nào là cộc cư minh kin thì các bạn khoanh vào là số 1, và bạn nào là cô sê nên kin thì các bạn khoanh vào thứ 2, thường thì các bạn sẽ là số 2 nhé. Nếu như bạn nào mà làm từ 2 công ty trở lên thì các bạn phải ghi chi tiết tất cả các công ty mà các bạn đã từng làm đây, và ngày vào công ty đến lúc ra công ty và cái loại bảo hiểm trợ cấp mà các bạn tham gia nhé. Có bao nhiêu công ty thì mình ghi đầy đủ hết rồi, thiếu thì mình in thêm ra mình ghi. Sau đó các bạn sẽ nộp cái phần này thay cho cái sổ tay nên kinh nhé. Đối với bạn nào mà làm mất sổ tay nên kinh có thể làm thủ tục sẽ mất thêm một chút thời gian, thì các bạn cố gắng chờ đợi nhé. Sau khi mà hoàn thành tất cả các thủ tục thì chúng ta sẽ cho tất cả vào một cái phong bì và chúng ta sẽ gửi chuyển phát nhanh quốc tế các bạn nhé. Và địa chỉ thì các bạn đây ở cái cuối cái mẫu đơn này có một cái phần địa chỉ này, thì các bạn cắt cái địa chỉ này ra, dán lên cái phong bì cho nó chính xác nhé. Như vậy là các bạn đã hoàn thành đơn xin nhận trợ cấp. Chúc các bạn sẽ nhận được cái trợ cấp của mình sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như mà có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment ở phía dưới clip thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ hoàn sớm hơn thành công.